và xoay sở quanh nhà mình nhiều quá, gãy tay gãy chân mà thua thôi. Vì vậy ở trận đấu này thì Darasaw buộc lòng phải tấn công sớm và tiêu diệt đối phương thật sớm, càng để dây dưa với Minwan thì càng mệt. Bản đồ nhà Darasaw chúng ta có thể thấy rằng có hai cánh rừng gần nhà khá đẹp và có một bãi vàng thụt trong nhà. Những bước đầu như vậy là có thể nói rằng lợi thế cho Darasaw. Nông dân ăn hiêu ở nhà đã hết, Darasaw sẽ đẩy đi ăn đàn hiêu phụ. Kích đời rồi, 7-5 năm, Darasaw lên đời với 25 dân. Khá chuẩn. Vâng, rất tiếc đàn hiêu lại là 4 con nhưng không sao hết. Hai chú hiêu còn lại sẽ được Darasaw dẫn về chữ S. Việc hiêu đứng ở vị trí khó ngược với cái đường nông dân đi từ nhà ra như vậy thì buộc lòng phải gõ S trước và sau đó là lùa từng chú hiêu về. Bởi vì phi ngay từ bước chạy đến thì hoàn toàn có thể lùa hiêu đi rất xa và không gần được cánh rừng. Darasaw muốn sử dụng luôn rừng này để có thể chặt được thêm tí gỗ nào thì chặt. Địa thế nhà Darasaw sẽ mở, vâng, sẽ mở chiến ra góc bên phía trên, bo hai góc dưới lại. Vừa mới lên lời xong, ngay lập tức BM và BL sẽ được gõ. BL sẽ được gõ ở trên này, đúng là như vậy. Đủ thương rồi. 13-4, 13-5. Darasaw lên đời với 25 dân. 4 nông dân được cắt về để đào vàng. Theo như kinh nghiệm của tôi đã từng bình luận và xem Sơn BG thi đấu nhiều thì khi Sơn BG cầm Minwan thì dường như là một điều khủng khiếp. Bởi vì như các bạn đã biết, Sơn BG được mệnh danh là chàng nông dân tay to. Việc làm ruộng của Sơn BG luôn được ưu tiên và các bạn có thể biết rằng là nông dân Minwan làm ruộng thì sẽ rất ổn định. Tôi không tìm hiểu kỹ, tuy nhiên tôi thấy rằng nông dân Minwan dường như làm ruộng là hơn hẳn những quân khác. Một điều chắc chắn là ruộng của Minwan thì nhiều thực hơn. Còn việc nông dân khai thác ruộng như thế nào thì tôi không để ý. Con ngựa giò của Darasaw đã lên góc 12 giờ, sau đó tạt khoảng góc 3 giờ. Vẫn chưa thấy nhà Sơn BG đâu. Như vậy là nhà Sơn BG nằm ở góc 6 giờ. Vừa mới lên đời xong, con đặc đà đầu tiên đang được kích để gọi ra. Bây giờ đã thấy nhà Sơn BG. Sơn BG hôm nay lấy một cái tên rất là lạ, đó là Phiêu Diêu. Thường ngày chúng ta được biết Sơn BG với cái tên là Vô Song Vương Giả hoặc Sơn BG, ngoài ra không thấy cái tên nào khác. Hôm nay thì chúng ta lại thấy cái tên Phiêu Diêu. Darasaw thanh toán được hai nông dân của Sơn BG và sau đó én ngay. Lúc này thì đặc đà đã lên đến nơi. Vâng, cho đặc đà dồn ngựa giò của Sơn BG, sau đó là quay lại giết dân. Darasaw đang chiếm thế thượng phong. Vâng, lúc này thì lạc đà của Sơn BG cũng đã ra, chém chết được con ngựa giò của Darasaw rồi. Darasaw không dồn theo, công ngay vào mỏ vàng của Sơn BG. Ở nhà thì Darasaw đã xây BP để thủ, đề phòng con lạc đà của Sơn BG tiến lên. Lạc đà của Darasaw sản ra liên tục, Katharian buộc lòng phải đánh thuần lạc đà. Vâng, phù thủy của Darasaw đã được sinh ra. 32-32, Darasaw đang limit nhà. Lại một lần nữa, Darasaw đẩy thêm 3 lạc đà lên, là có 5 con lạc đà lao vào nhà của Sơn BG. Sơn BG lúc này đang vội vàng vẽ ruộng và chạy, tuy nhiên không kịp vẽ thì đã phải chạy dần. Đã có tiếng phù.
Sơn MG đẩy ngay một con phù vào giữa bãi vàng. Vâng, lại một tiếng hù thủy. Con lạc đà tiếp theo của Dinosaur lại bị ú mất. Lúc này thì số lượng lạc đà của Sơn MG ở nhà lại đông hơn Dinosaur. Dinosaur đang đẩy lão già lọng khọng của mình lên. Vâng, uống lại ngay được một con lạc đà. Sau đó tập trung với đồng bọn và chuẩn bị lao vào một lần nữa. Dinosaur rất cẩn thận, kiểm tra lại được khe rừng đi vào nhà mình xem có địch vào không, sau đó thì mới chạy đi. Vâng, và để tránh đêm dài lắm mộng, Dinosaur làm ngay một hàng e bo đường này vào. Đội quân lạc đà rất mạnh của Dinosaur đang tiến vào nhà của Sơn MG. Lại một lần nữa Dinosaur lao tấn công. Phù thủy của Sơn MG đã đứng chặn đường, tuy nhiên thì chưa kịp uống con nào thì đã bị chém chết hết. Số lượng lạc đà của Dinosaur đang đông hơn, tuy nhiên thì ở Sơn MG xây tới 2 BP. Xin lỗi các bạn, là 1 BP thôi, nhưng mà phù thủy chia làm hai hướng. Một phù thủy nhét là bãi vàng. Các bạn có thể thấy rằng Sơn MG vẽ ruộng nhiều như thế nào. Vừa số ruộng như thế này mà để chỉnh bằng một chút thôi thì Dinosaur sẽ bị lãnh hậu quả ngay. Nhận thấy sự nguy hiểm này, Dinosaur lao vào. Bãi ruộng nhà Sơn MG đang bị tàn phá. Vâng, lạc đà đã lọt vào trong rồi. Rất khó khăn cho Sơn MG. Dinosaur đã sử dụng lối đánh châu lạc đà để công vào nhà của Sơn MG. Lại nghe tiếng hú rồi, rất may không hú được con nào hết. Sơn MG đã đóng A. Sơn MG nhét một phù thủy vào trong bãi vàng và bo lại, cực kỳ thông minh và hay. Tuy nhiên thì Dinosaur đang lấy thịt đè người, mặc dù là cho úm tự nhiên. Vâng, mất 1-2 con lạc đà, nhưng mà số lạc đà còn lại của Dinosaur vẫn rất đông, vẫn đè bẹp đối phương. Các bạn có thể thấy rằng là lại thêm 8 con lạc đà nữa được sinh ra. Số lượng lạc đà của Dinosaur mọc ra rất nhanh. Lại một lần nữa lại leo lạc đà lên để tàn phá ruộng. Tài nguyên nhà Dinosaur thì đang rất nhiều. Hai con lạc đà của Sơn MG lao ra nhà của Dinosaur, tuy nhiên thì số lạc đà thủ ở nhà của Dinosaur đông hơn rất nhiều, và lại có thêm một phù thủy. Vâng, như vậy là nhà của Sơn MG đã nát, tuy nhiên anh vẫn chưa gãy đau. Các bạn có thể biết rằng sau nhiều trận đấu chúng ta theo dõi thì thấy Sơn MG có lối đánh rất là trì và không hề nản một chút nào. Cho dù nhà có bung thì anh vẫn chưa thể quyết, nếu như mà anh nhận thấy mình vẫn có thể bật được. Với một quân là Minoan thì anh hoàn toàn có thể đi ăn hoang và sóc hoa để bật lại được. Tuy nhiên thì với một người kinh nghiệm như Dinosaur, tôi nghĩ rằng việc này là hơi khó. Tham lai của Dinosaur đã vọt lên 67/64. Vâng, đây rồi, đã phát hiện ra được nhà của đối phương. Sơn MG đã có cung A và đang ăn hoang. Dinosaur đã phải đẻ theo thêm một con ngựa giò nữa để đi dò nhà của đối phương ăn hoang. Rất khó khăn cho Sơn MG khi mà số lượng lạc đà của Dinosaur tỏa ra khắp bản đồ rộng như thế này và nhiều như thế này. Ngay đến việc quản vàng thôi cũng có thể chiến thắng rồi. Vâng, như vậy là Phiêu Diêu tức Sơn MG đã quit ở trận đấu đầu tiên. Minoan gặp Catharian, trận đấu này thì nhà của Dinosaur lên đời khá sớm,
25 dân và lên ở 10 phút 35 giây và ép chém bá đạo. Ở trận đấu này có vẻ như Sơn Mê Gờ lên lời quá muộn, có vẻ như nhà anh Nhật vào lên lời rất muộn.